Có rất nhiều bạn hỏi đây là chiếc hộp gì mà thấy nhiều học viên của học viện IT mang theo thế. Vậy hôm nay mình sẽ ngồi đây và giải đáp thắc mắc cho các bạn á. Giới thiệu các bạn, đây là chiếc thùng đựng laptop chuyên dụng của các học viên học viện IT cũng như là các kỹ thuật viên của hệ thống sửa chữa laptop 2.0.com. Sản phẩm thì được làm bằng chất liệu nhựa xốp rất nhẹ di chuyển. Như các bạn có thể thấy đây, nó có một màu xanh rất nổi bật. Kích thước của thùng thì khá lớn, như ở đây là 45 x 30 x 15 cm. Nhìn thì khá công kênh, nhưng khi xếp chồng chúng lên nhau thì vẫn tạo thành một khối rất là gọn gàng, nên là anh em yên tâm nhé. Ở hai bên thân hộp thì có phần tay cầm, rất dễ dàng cho các bạn mà muốn di chuyển thùng đi vị trí khác. Vì là làm bằng chất liệu nhựa xốp nên là em này không thấm nước, dễ lau chùi. Cũng ở bên thân hộp thì có một cái túi bằng nhựa trong suốt để cho các bạn bỏ vào đây những cái tên của laptop hay là tên linh kiện, giúp các bạn dễ quản lý hơn. Và nắp hộp được cố định với thân hộp bằng hai cái đai này. Tuy nhiên thì độ hở rất là to, nên là nếu như trong quá trình di chuyển anh em mà có không cẩn thận thì những vật nhỏ như là ốc này, vít này hay là những vật dẹp rất dễ để rơi ra ngoài. Tất nhiên là em này sẽ để đựng laptop hay đựng những linh kiện của laptop. Ngoài ra nếu như anh em ở nhà thì có thể đựng những vận dụng như là đồ sửa chữa này hay là một vài cái quần áo ở đây cũng được. Còn với các kỹ thuật viên của hệ thống sửa chữa laptop 2.0.com thì chiếc thùng này dùng để đựng những chiếc laptop trước khi trả nó về cho các khách hàng thân yêu. Về ưu nhược điểm thì mình đã nêu ra rồi, nên là anh em nào mà có quan tâm thì biết chỗ ngủ ở đâu rồi đấy.